giới thiệu hello oracle sức khỏe và lối sống đầu tiên trên thế giới một thiết bị theo dõi sức khỏe thời gian thực không giống thiết bị mang được nào trên quả đất hello có thể theo dõi các chỉ số quan trọng nhất bao gồm nhịp tim huyết áp nhịp thở bước đi hàng ngày calo đốt cháy và hello thậm chí có thể thực hiện một ekg hello có thể cảm biến tâm trạng của bạn nếu bạn phấn khích hoặc thậm chí mệt mỏi được kết nối với ứng dụng smartphone mới nhất giờ bạn có thể theo dõi sức khỏe của những người bạn yêu quý hãy tưởng tượng bạn có thể theo dõi sức khỏe của ba mẹ già thậm chí khi đang ở xa hàng ngàn cây số hoặc nhận thông báo nếu huyết áp của người bạn đời quá cao hello không chỉ theo dõi thông số của bạn mà nó còn cung cấp các báo cáo sức khỏe hàng ngày hàng tuần và hàng tháng mà bạn có thể đưa cho huấn luyện viên hoặc nhà vật lý trong tương lai gần hello có thể theo dõi lượng đường huyết lượng cồn trong máu lượng oxy nhiệt độ và thậm chí là xua đuổi mũi Hello còn hơn cả một thiết bị theo dõi sức khỏe tiên tiến nhất thế giới. Hello có thể cảnh báo nếu người bạn yêu quý đang gặp nguy hiểm. Không may, ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em biến mất mỗi ngày theo FBI. Với Hello, một đứa trẻ đi về nhà từ trường học có thể nhấn nút hoảng loạn hai lần và người giám hộ Hello của cậu bé này hay cô bé này sẽ nhận được cảnh báo khẩn cấp qua tin nhắn, thông báo cho người giám hộ rằng chúng đang cần sự giúp đỡ. Và điều tuyệt vời là người giám hộ sẽ có địa điểm GPS chính xác của người họ yêu quý hãy xem xét ở một tình huống khác điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đi bộ quanh khu phố và cảm nhận thấy mối nguy hiểm rình rập bạn có thể yên tâm khi có thể thông báo cho người yêu quý một cách đơn giản như một sự cứu cánh giờ bạn đã thấy sức mạnh của sản phẩm mang tính cách mạng này tôi hy vọng bạn đã sẵn sàng đặt hàng cho bạn và các thành viên trong gia đình tuy nhiên hello không được tìm thấy ở cửa hàng hello chỉ có thể được mua trực tuyến vì thế hãy nhấn đường dẫn mua nó ngay hoặc điền vào đơn của chúng tôi để nhận thông tin thêm về hello ngay lập tức